Vốn xuất thân là một game theo dạng chơi single player, tức là chơi đơn. Nhưng kể từ Assassin's Creed Brotherhood, phần chơi mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong loạt game về sát thủ này. Chúng ta cùng đảo qua các phần hấp dẫn nhất của một chơi mạng này. Các chế độ chơi mạng trong Assassin's Creed 3 được trải dài qua nhiều thể loại với nhiều phong cách khác nhau. Dù vậy, yếu tố căn bản được gói gọn trong việc người chơi sẽ đóng vai các sát thủ có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu, đồng thời phải tránh bị ám sát bởi các sát thủ khác, có thể tóm gọn theo 3 thể loại như sau. Đầu tiên là mục chơi Free for All, tức là chơi tự do. Ở trong mục này thì ta lại có 3 nhánh nhỏ. Thứ nhất là Deathmark. Đây là mục chơi quen thuộc trong các game chơi mạng và cũng đã xuất hiện trong Assassin's Creed Revelation. Deathmark yêu cầu người chơi phải tìm kiếm và ám sát các mục tiêu được chỉ định trước, đồng thời phải tránh bị tấn công bởi các sát thủ khác. Các bạn chơi trong Deathmark thường khá nhỏ và rất khó để lén lút, nhưng mà bù lại các pha ám sát chất lượng sẽ ghi được điểm cao. Mục chơi tiếp theo là Wanted. Đây là một dạng chơi được đem qua từ Assassin's Creed Brotherhood. Mục chơi có yêu cầu y hệt như là Deathmark nhưng mà lại trong một khu vực rộng lớn hơn và có nhiều NPC hơn. Các sát thủ nào ghi điểm càng cao thì sẽ càng dễ bị làm mục tiêu của các sát thủ khác. Mục chơi cuối cùng trong phần Free for All là Assassinate. Phần chơi quen thuộc và cũng là hấp dẫn nhất của game. Đã có từ phiên bản Brotherhood, mục chơi này yêu cầu người chơi phải tự tìm kiếm, đánh dấu và ám sát mục tiêu mà mình đã chọn. Những bước này có thể dẫn người chơi ám sát lầm các NPC và dễ dàng trở thành mục tiêu của các sát thủ khác. Các vòng chơi trong Assassinate thường sẽ tồn tại trong khoảng 10 phút. Thể loại tiếp theo là Team Objective, tức là đấu đội. Trong đây chúng ta cũng sẽ có nhiều phần chơi nhỏ. Thứ nhất là Domination. Domination nó tương tự như là một chơi Capture the Zone ở các game multiplayer khác. Người chơi sẽ trong hai đội, sẽ tranh giành chiếm giữ 3 khu vực trong màn chơi. Càng chiếm giữ lâu, số điểm sẽ càng tăng cao. Đây là một chơi lần đầu có trong Assassin's Creed. Một chơi tiếp theo mang tên là Manhunt. Dịch theo nghĩa Việt thì là săn người. Trong mục chơi này thì một đội sẽ đóng vai trò là tấn công và trong khi đội còn lại thì giữ vai trò là phòng thủ. Đội tấn công sẽ phải cùng nhau ám sát mục tiêu được chỉ định, đồng thời cũng là nhân vật được bảo vệ bởi đội phòng thủ. Ở cái mục chơi này thì chúng ta rất là đề cao tính đồng đội. Mục chơi cuối cùng trong phần Team Objective là Artifact Assault, hay còn được biết đến với cái tên gọi là Cướp Cờ, đã từng có trong Revelations. Mục chơi này yêu cầu hai đội phải lấy được những cổ vật của đối phương bằng cách ám sát và đem về căn cứ của mình. Thế loại cuối cùng mà chúng ta sẽ nói tới là phần chơi Warpack, tức là chơi co-op. Đây là phần chơi hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện trong các chế độ chơi mạng của game Assassin's Creed. Đây sẽ là nơi mà mọi sát thủ liên kết lại với nhau để cùng ám sát các NPC và ghi điểm. Tổng cộng có khoảng 25 vòng chơi để các sát thủ, tối đa là khoảng 4 người, cùng hợp tác với nhau. Giao diện trực quan trong phần chơi mạng của Assassin's Creed 3 cũng là một điều đáng khen ngợi khi hỗ trợ người chơi khá tốt trong việc tìm kiếm đối thủ. Tất nhiên, tìm được là một chuyện, còn định dạng được lại là chuyện khác. Bởi xung quanh khi đó thì có thể có nhiều NPC giống nhau khiến cho người chơi dễ bị lầm lẫn. Và lúc ấy chỉ cần một cử động nghiệp dư hay là một cách giết lầm người hoặc chạy nhanh leo tường là sẽ dẫn đến việc bạn bị phát hiện hoặc là gặp nguy hiểm. Kể cả khi bạn đã dần làm quen được với cơ chế điều khiển cũng như nắm bắt được các kỹ năng cần thiết,
thì việc bị ám sát liên tục cũng là một điều quen thuộc mà bạn nên làm quen. Điều này luôn xảy ra với người mới chơi và đôi khi cũng xảy ra với những tay chơi kỳ cựu. Đôi khi thật là dễ dàng để đổ lỗi cho lag, lỗi cho game hay là chỉ thiếu may mắn. Nhưng nếu muốn là một sát thủ thực sự, người chơi cần phải dẹp bỏ tính tự ái và chấp nhận cái thất bại. Đó chính là điều tiên quyết nếu bạn muốn cảm nhận chế độ chơi mạng trong Assassin's Creed 3 một cách trọn vẹn. Có thể nói phần chơi mạng trong Assassin's Creed luôn là một làn gió mới mẻ sau những giây phút chơi đơn mệt mỏi mà bạn khó có thể bỏ qua. Hãy cùng nhập hội sát thủ từ hôm nay và trải nghiệm những giây phút đi săn, hồi hộp khó quên trong Assassin's Creed 3 bạn nhé.